hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Sáng ngày 8 tháng 5, ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015. Báo cáo tại hội nghị cho thấy 5 năm qua phong trào tuổi cao gương sáng của các cấp hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động cụ thể như tham gia đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động con cháu tích cực lao động, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Hiện nay thành phố Đà Lạt có trên 13.400 hội viên. Dù tuổi cao nhưng các hội viên ở cao tuổi luôn phát huy gương sáng, tuổi cao chí càng cao. Từ đó nhiều hội viên tích cực tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở và khu dân cư. Toàn thành phố hiện có trên 700 hội viên người cao tuổi tham gia các ban chỉ đạo, ban vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 90% gia đình người cao tuổi đạt gia đình văn hóa hàng năm. 500 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp cơ sở. 100 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp thành phố. Góp phần thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm của ban đại diện người cao tuổi thành phố Đà Lạt thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động hội viên gia đình gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịp này, 61 hội viên tiêu biểu đã được ban đại diện hội người cao tuổi thành phố Đà Lạt tặng giấy khen cho phong trào tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015.